vụ biến mất vào mây đầy bí ẩn của 800 lính Anh trong Thế chiến thứ nhất. Vụ biến mất tập thể của 800 binh lính Anh trong thời kỳ Thế chiến thứ nhất cho đến nay vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Vào năm 1908, thì vua Edward yêu cầu thuộc hạ của mình là Frank thành lập một tiểu đoàn từ danh sách nhân công làm việc ở điện Sandringham vui mừng vì có được sự tin tưởng của nhà vua Brandback sau đó kêu gọi hàng trăm người tình nguyện gia nhập vào danh sách này và không lâu sau khi được chọn và huấn luyện thì đội quân mới được thành lập mang tên là in e Company đã bước vào chiến dịch đầu tiên địa điểm chiến đấu đầu tiên và cũng là cuối cùng của họ là Bay cứ điểm nằm ở địa phận thổ nhĩ kỳ đóng quân ở khu vực này khi đó còn có một lực lượng quân sự của New Zealand. Để tiếp cận vị trí chiến đấu, TE Company phải di chuyển lên một ngọn núi cao thuộc vùng Bandi của Thổ Nhĩ Kỳ. Thời tiết khắc nghiệt và chưa có kinh nghiệm hành quân lên núi cao khiến cho sức khỏe của nhiều binh sĩ suy giảm đáng kể. Chưa kể đến việc họ nhận được lệnh tấn công chỉ hai ngày sau khi di chuyển lên khu vực này, dù đang trong tình trạng mệt mỏi, đói khát và chưa được huấn luyện chuyên nghiệp. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến thì đội quân Thổ Nhĩ Kỳ lại rất hiếu chiến, hừng hực khí thế bởi đã quen thuộc địa hình. Khi thế trận đã vẫn còn lộn xộn, binh lính hai bên đang hỗn chiến thì một đám mây tràn xuống và bao phủ lên khắp cả một vùng. Không lâu sau đó thì cả đoàn quân gồm có 800 binh sĩ nước Anh đi vào màn sương mỏng và mất tích không để lại một dấu vết. 22 người lính New Zealand đóng quân gần đó khẳng định chứng kiến cảnh tượng khó tin này khi đang canh gác trên một ngọn đồi cách hiện trường chỉ 60 mét. Họ nói nhìn thấy đội quân đó bước vào đám mây trước khi khói mây đó bốc lên cao và biến mất. Ban đầu, phía Anh cho rằng lính của họ đã bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh, nên sau cuộc chiến đã yêu cầu chính phủ nước này trao trả. Tuy nhiên, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định họ không hề bắt một người lính Anh nào. Và đến nay, số phần của 800 binh sĩ nói trên vẫn là một ẩn số. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.